Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay tôi đến làng Cẩm Nê. Đằng trước mặt trong clip này là làng Cẩm Nê. Làng Cẩm Nê thời xưa thuộc về tỉnh Quảng Nam, nhưng nay nó thuộc về thành phố Đà Nẵng. Vào ngày 12 tháng 7 năm 1965, một biến cố đau thương xảy ra ở tại nơi đây. Lính Mỹ đã tấn công vào làng này, đốt phá tất cả các nhà cửa và làm những việc rất là tàn ác, giống như là ở tại Mỹ Sơn. Hôm nay tôi đến để ôn lại lịch sử, nhưng không phải là để khơi lại sự hận thù, mà chỉ là ôn lại lịch sử, học một bài học để chúng ta hiểu rằng tại sao dân Việt Nam nơi đây rất căm ghét chế độ cũ, là vì chế độ cũ đã làm tay sai cho Mỹ, rước họ vào, biến đất nước của chúng ta thành một nơi mà họ thi hành những chính sách tàn bạo trên dân Việt Nam. Đường đi vào làng Cẩm Khê đây. Đây là đường đi là vào làng Cẩm Khê. Cẩm Nê. Cẩm Nê. Dạ. Đây là đoạn đường đi vào làng Cẩm Nê. Theo như câu chuyện kể của ký giả đài CBS mà là người Canada, ông Schaefer, ông là người đi trong cuộc hành quân này, họ gọi là chiến dịch Zippo, chiến dịch cái quẹt bật lửa đó. Thì trước đó có một thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ, họ đi vào trong nơi đây thì thấy có các cái trong tre đó, rồi vô tình như thế nào thì bị chết một người thủy quân lục chiến. Và quân đội Mỹ nói rằng ở trong làng này có Việt Cộng, thì họ quyết định là tàn sát cả làng này. Người già, con nít, con chó, con mèo, con trẻ làm thịt hết. Thế là bắn rocket 120mm vào đây và bắt đầu tổ chức một cuộc hành quân, diệt cho sạch, không có một người nào được sống sót. Diệt xong thì sau đó ông Schaefer ổng gửi các cái thước phim của làng Cẩm Nê cho đài CBS. Ngày 5 tháng 8 năm 1965 thì thước phim đó được đưa ra và cả thế giới bàng hoàng trước sự tàn ác của quân đội Mỹ. Tất cả những người dân nơi đây bị giết chết, không có một tấc xác nào hết. Họ bỏ, họ chạy, cũng bị rượt bắn. Con nít thì bị bắt xẻ ra làm đôi, vắt vào, đập vào cây, vân vân. Y như quân đội Pol Pot giết người vào năm 1977 cho đến năm 1978. Không khác gì hết. Dân làng Cẩm Nê bỏ chạy không còn một người nào. Người thì bị giết, còn có bây giờ, hiện giờ thì chắc cũng còn có một người lớn tuổi còn sinh sống là nhân chứng cho vụ tàn ác đó. Sau năm 75, một số người mới trở về nơi đây để từ từ xây dựng lại làng Cẩm Nê. Đây là hình ảnh làng Cẩm Nê bây giờ. Trước kia làng là mà vách đất, nhà tranh, vách đất. Thế bây giờ thì đã xây dựng lại thành những căn có mái ngói, gạch, vân vân. Thì tôi đang đi vào làng để quý khán thính giả nhìn thấy được sự thật của lịch sử. Không phải là để khơi lại hận thù, mà để ôn lại một bài học. Nước Mỹ kêu gọi tự do, dân chủ và nhân quyền, và cuộc chiến mà đang diễn ra ở tại Ukraine thì họ tố cáo nước Nga cái này cái nọ rất là dữ dằn, mà trong khi đó không có bằng chứng. Còn đây, nhân chứng còn, bằng chứng còn.
Và chính những người Mỹ như là ký giả Schaefer, người Canada đã thâu được những thước phim, những xác chết, những tàn ác ở nơi đây. Thì đủ hiểu miệng của Mỹ nói chớ có mà tin, cứ nhìn vào hành động của họ mà đánh giá cho đích thực. Nhưng chúng ta không phải vì như vậy mà gieo sâu thêm hận thù thôi quý vị, mà học một bài học để quyết tâm xây dựng đất nước trong sự thái bình và tiến triển hơn. Đây là cảnh là tôi đang đi vào làng Cẩm Nê. Hồi nãy có đôi lúc là miệng thì nói là Cẩm, đầu thì suy nghĩ là Cẩm Nê, mà miệng thì lại nói là Cẩm Khê. Thì xin quý khán thính giả cũng thông cảm và tha thứ. Tới tuổi bây giờ bắt đầu nó hình như nó lẩm cẩm, nó không còn được minh mẫn như trước. Quý khán thính giả thấy đó, bây giờ là nhà gạch, mái ngói xuất hiện ở nơi đây rất nhiều rồi. Làng Cẩm Nê bây giờ là như thế này, xưa kia là nhà tranh rồi vách đất thôi. Còn đây hôm nay đã là cảnh nhà gạch, mái ngói vân vân. Nhà thờ được xây dựng lại, nhà thờ Tin Lành. Nhà thờ Tin Lành đây. Mỹ thì trước đây đốt sạch phá sạch, còn nay thì nhà nước này còn giúp đỡ cho xây dựng. Đây là nhà thờ Tin Lành, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Chi Hội Cẩm Nê. Đó, quý khán thính giả thấy đó. Và cảnh bây giờ Cẩm Nê nhà sang trọng này, thấy không quý vị, thấy không? Gạch rồi ngói rồi. Xưa kia thì Mỹ ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nói rằng là dân chủ, nhân quyền. Nhưng mà khi đem quân vào, không thấy giết một anh Việt Cộng nào được hết. Người lính không có giết, mà toàn đi giết dân lành thôi. Và quý vị còn biết câu chuyện nó xảy ra đó là sau khi mà cuốn phim được trình chiếu vào ngày 5 tháng 8 năm 1965, thì cả thế giới bàng hoàng trước sự tàn ác của quân đội Mỹ và cần có một cuộc điều tra để điều trần tại Quốc hội Mỹ. Thì quân đội Mỹ ở Việt Nam này đã chơi một cái chiêu thứ hai là cho máy bay ném bom ở tại nơi đây, bắn vô nơi đây sạch luôn, không còn một cái gì nữa để phi tang. Đó là câu chuyện đã xảy ra, nên là họ đã phạm một tội ác là giết sạch, không còn cái gì nữa đây. Và tội ác thứ nhất, còn tội ác thứ hai là phi tang, bắn sạch không còn cái gì nữa đây luôn, sang thành bình địa luôn, nhà cửa đất đai cái gì cũng coi như không có, để là cho các cây cỏ mọc lên, nói rằng là không hề có một câu chuyện xảy ra ở tại Cẩm Nê. Nhưng làm sao mà qua được lưới trời, tôi cứ gọi quý vị, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt là như thế. Đây chúng tôi đang đi vòng làng cảnh Cẩm Nê để cho quý khán thính giả thấy làng Cẩm Nê ngày hôm nay như thế nào. Đây là làng Cẩm Nê hình ảnh ngày hôm nay. Quý vị cứ thử tưởng tượng cách đây gần 60 năm về trước. Làng này sau khi Mỹ hành quân với mật khẩu là Zippo, giết sạch cả con chó, con mèo, con gà, làm sạch hết. Và sau khi bị một phóng viên người Canada đưa hình ảnh lên trên CBS cảnh tan hoang nơi đây, thì chưa đầy một năm sau thôi, quân đội Mỹ cho hai chiếc máy bay một ngày thôi, chỉ một buổi sáng quành đi quành lại là bỏ bom ở nơi đây, tan nát hết, không còn một cái gì nữa hết. Và nơi đây coi như là không còn một sự sống từ năm 1966. Nhưng bây giờ thưa quý vị, sau bao nhiêu năm đau thương, dân tộc Việt Nam cuộc khởi, thì làng Cẩm Nê này cũng cuộc khởi. Và chúng ta thấy hình ảnh của làng như thế này đây.
Bây giờ tôi cùng với quý khán thính giả tới thăm một bà cụ ở nơi đây, đã từng sống nơi đây khi còn là con gái, làm chứng cho sự kiện tàn độc đó như thế nào nhé. Ở làng Cẩm Nê có miếu bà Sơ Tây Tỉnh. Tôi bắt đầu xuống xe đi bộ vào để hy vọng gặp được một nhân chứng ở nơi đây cho sự kiện của Cẩm Nê năm 1965. Đi bộ vào nhà một nhân chứng, nghe nói bà cụ lớn tuổi lắm rồi, nhưng bà cụ còn biết chuyện những gì xảy ra. Đây là khung cảnh của làng Cẩm Nê. Làng Cẩm Nê, những căn nhà này hồi xưa đều là vách đất, mái tranh mà thôi, nhưng bây giờ đã được xây dựng lại. Và tôi đang đi bộ vào một căn nhà của một bà cụ là nhân chứng cho sự kiện Cẩm Nê năm xưa, năm 1965, vào ngày 12 tháng 7 năm 1965. Trước mắt là ngọn núi, ngọn đồi mà xưa kia quân đội Mỹ đã tấn công từ đó vào làng Cẩm Nê. Họ có những vũ khí tối tân, những bình xịt lửa đốt cháy nơi đây. Thì những nhân chứng sẽ kể cho quý khán thính giả cuộc tấn công đó của người Mỹ như thế nào. Đây là cô Hai Dục, là nhân chứng đã chứng kiến cuộc tấn công của Mỹ vào làng Cẩm Nê năm xưa. Không biết cô cho biết sơ ngày hôm đó cô ở đây như thế nào cô? Tôi hầu đó thì cũng bỏ trại. Dạ. Yeah. Trại túc. Chứ không có ở đây, ở đây là... Không đốt nữa. Không đốt, đốt. Thường bỏ trại. Cho tôi cũng bán với trại chết nè. Tôi cũng kỹ kỹ. Dạ. Yeah. Thế cô, cái khi mà họ tấn công là vào thì chắc có lẽ là họ tấn công từ cái vách đồi núi kia phải đúng không cô? Ừ. Thạch bồ cũng kéo xuống. Thạch bồ kéo xuống đó. Dạ. Xong rồi là họ đốt làng này. À, đốt. Xong rồi cô lúc đó còn nhỏ, cô bỏ chạy. Bỏ chạy, chạy đây. Bỏ chạy, mất sốt chỗ này rồi. Dán rồi cái cho tụi mới về cũng kêu. Dạ. Không kiếm. Nhưng mà khi cô về lại tới làng này thì chắc làng này lúc đó đã cháy rụi và nhiều người xác chết đã nằm la liệt đúng không thưa cô? Ừ. Và cảnh đó cô khi ấy cô có cái cảm giác như thế nào cô? Thì tôi cũng còn nhỏ. Dạ. Yeah. Thì thấy hang giết bán lồn tứ tung lung toàn dí cho mẹ dí chạy nên mình đang cản chạy luôn. Khi ấy cô là một người con gái còn nhỏ tuổi, trong tay không có mực tất sắt, cũng không phải là quân nhân. Thế tại sao lại sợ bỏ chạy? Hồi hôm nay tôi còn nhỏ. Đốt, yeah. Đốt quá, nhờ cửa nhờ ông nội tôi là từ trên chí dưới mẫn đốt hết. Dạ. Yeah. Lúa gỗ thì ông đốt, sống hết. Còn ở bên đó là trả qua bên yên này, để nó nóng đi, nó yeah. Bớt. Và những ai không chạy mà cứ láng tráng là họ bắn chết luôn phải không thưa cô? À, lóng chó họ bắn chết, cho tù mà còn bắn chết. Dạ. Yeah. Thằng cổ không giết chết nè. À, thưa cô, cảm ơn cô đã kể lại câu chuyện của năm xưa. Nó cũng đã gần 60 năm rồi. Nhưng mà chắc nó cũng in vào trong đầu của cô thưa đúng không cô? Chết cái lồng chay không in. Dạ. Chạy được chừng mùa chạy, còn em tôi thì... cho tôi ông cũng rót trà rồi cũng bán với cô trở về là đây để xây dựng lại căn nhà này là bao lâu rồi thưa cô? Không biết, từ lâu quá rồi. Dạ. Thì hầu tôi biết cho tôi trần sẽ thay. Dạ vâng. Vậy thì hôm nay cô thấy là đất nước mình thanh bình, làng Cẩm Nê này xây dựng lại tươi đẹp, cô cảm giác như thế nào thưa cô? Yeah. Cô cháu thấy cô cầm gậy và chân bị gì đó, có phải là do di tích của lịch sử của chiến tranh không thưa cô? Là bán. Bán. Dí chạy. Quánh tù gã cái chân này. Còn cái bên này thì bợ rồi. Còn đó cái tay này.
cầu cái tài sao? Cô nói rằng là nó bắn cô và nó quýnh cô gãy chân. Nó đây là ai thưa cô? Hầu nói thằng Mỹ. À, đó là người Mỹ, vâng. À, có thấy người Việt Nam nào? Việt Nam thì cũng trang lắm vô đó. Dạ vâng, dạ. Mắng đánh để cho Mỹ bán giết. Thiệt là tội nghiệp. Một cô gái trẻ thời kỳ đó mà cũng bị nó bắn, em nó đánh gãy chân. Em tôi cũng bán. Dạ. Nó có tra tấn cô thêm không cô? Ừ. Bác ở tù chứ tra tắt cái hồi nhỏ thôi mà cũng như dắt đi vô. Dạ vâng, bác ở tù luôn. Trói tay lại. Dạ. Con cảm ơn cô đã trả lời cho phỏng vấn của con. Thưa cô, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi thưa cô? Năm nay 85 tuổi. Năm nay cô 85 tuổi rồi. Thời kỳ đó cô bị lính Mỹ bắn và đánh gãy chân rồi bắt đưa vô tù. Họ đưa vô tù nào vậy thưa cô? Hầu nó tù ở Hà Nẵng. À vâng. Cô còn nhớ là mình ở tù bao lâu không cô? Thì hắn cứ ở nó tỉnh tỉnh cái là say nó tắm đào. Dạ. Ở tù lại nó bét qua với hầu nó rồi. Tôi lần lần rồi tôi cũng đi lùn đi du kích. Dạ. Nữ du kích. Tức là cô cũng trốn thoát rồi cô trở thành là nữ du kích đúng không thưa cô? Ừ, ừ. Rồi sau này đất nước của mình thanh bình rồi cô về lại đây cô tạo dựng lại sự nghiệp sau sinh sống nơi đây. Dạ, dạ mà sống nơi đây mà họ cũng tính tiền lương cho tôi. Dạ. Từ hầu tôi được biết được là họ cho ăn tiền lương. Thì dạ. Cũng còn ăn tiền lương. Tiền lương hầu nó có ít trăm. Dạ. Cô đi nữ du kích là chính vì họ là những người tàn ác đẩy cô đi nữ du là làm nữ du kích. Cô nhìn ra được chính nghĩa của bên phía cách mạng. Chính họ là những người ở trên đất nước này mà họ không biết lo cho dân mà chỉ coi dân là kẻ thù. Thì cô đã trở thành nữ du kích đúng không thưa cô? Ừ. Nhưng mà vô được đó thì nữ du kích làm không tốt. Dạ. Yeah. Còn mà nhỏ vô chưa được thì lan quăng nữa cũng chập đào. À. Cũng quánh về cái bông rồi. Vâng, con xin cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Quý vị thấy đó, đó là một nhân chứng sống. Thời kỳ còn là con gái trai trẻ không có làm gì hết mà quân đội Mỹ chạy vô trong này, đốt nhà, đốt xóm và gặp ai thì bắn. Không chạy thì bắn. Như cô đã bị bắn rồi đập gãy xương. Cho nên là sau này cô thoát tù thì cô đi làm nữ du kích. Nếu chế độ Việt Nam Cộng Hòa thời ấy nói rằng là có chính nghĩa mà lo cho dân, lo cho đàng hoàng thì không cách nào mà cách mạng thắng được. Nhưng rõ ràng Việt Nam Cộng Hòa không có chính nghĩa, dân mà họ cũng không lo, để cho Mỹ vào đây và coi đất nước này, người dân này là kẻ thù của họ. Thì người Mỹ là kẻ xâm lăng là đúng. Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, làm tay sai cho Mỹ là không có oan chút nào. Những người mà tôi đã vừa phỏng vấn cho thấy một cảnh khác, đó là họ là những người dân lành ở nơi đây, không nên làm một cái gì tội tình hết. Vậy mà quân đội Mỹ chỉ nghĩ rằng nơi đây có Việt Cộng thì đốt phá cả làng. Người ta không một tấc sắt trong tay. Và người ta bị đốt phá, bắn, đánh đập, bỏ tù. Đó có phải là nhân quyền mà nước Mỹ muốn rêu rao à? Làm gì mà trái ý nước Mỹ thì nước Mỹ lại la làng một chuyện khác. Sự thật nó phũ phàng. Ông Schaefer làm cho đài truyền hình CBS người Canada đưa tin lên thì cả thế giới phẫn uất, thì Mỹ đem bom thả tan nát cái làng này luôn, không còn một vết tích nào nữa. Nghĩ rằng xóa đi các vết tích, nhưng càng xóa thì càng lộ những bản chất ác tàn của chế độ Mỹ. Thưa quý vị, người dân Mỹ thì rất tốt, nhưng chế độ của Mỹ á, chế độ đó thì mới là mưu mô thâm độc và lương lẹo điếm đạn, gian ác nữa. Tôi cực lực lên án những hành động gian ác, lương lẹo đó của chế độ Mỹ. Còn người Mỹ thì tôi rất quý mến và tôn trọng. Đó là
cảnh của làng Cẩm Nê ở Đà Nẵng. Đi đến nơi đây không phải là để khơi lại hận thù, mà ôn lịch sử để nhớ và để biết rằng cần phải làm một điều gì đó tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.